Chào mừng các bạn quay trở lại với mục điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 16 tháng 12. Và các bạn thân mến thì ngày hôm nay có những thông tin nào hot, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi xem nhé. Android 12 Go Edition ra mắt. Galaxy M33 5G sẽ được nâng cấp pin so với thế hệ trước. Chiếc smartphone Xiaomi Redmi đầu tiên sở hữu màn hình có độ phân giải cao nhất sắp ra mắt. Tìm hiểu về USB 4, những cải tiến và công dụng của giao thức kết nối này. Cách quay video AR trên điện thoại Samsung. Sài Gòn của những ngày bình thường mới qua góc nhìn camera OIS Galaxy A52s 5G. Và bây giờ, chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết nhé. Google đã chính thức ra mắt Android 12 Go Edition, phiên bản rút gọn của Android 12, dành cho các thiết bị giá rẻ cũng như smartphone có phần cứng yếu. Theo Google, thì kể từ khi ra mắt vào hồi năm 2017 đến nay, đã có hơn 200 triệu người sử dụng điện thoại Android Go Edition. Với việc phát hành Android 12 Go Edition, Google đang xây dựng nền tảng này dựa trên những gì người dùng quan tâm, tạo ra trải nghiệm nhanh hơn, thông minh hơn và thân thiện với quyền riêng tư hơn. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những tính năng mới sẽ xuất hiện trên các thiết bị đời 2022 chạy Android 12 Go Edition. Có thể kể đến một số tính năng như là khởi chạy ứng dụng nhanh hơn. Các ứng dụng trên thiết bị chạy Android 12 Go Edition sẽ có thời gian khởi chạy nhanh hơn tới 30% và hoạt ảnh cũng mượt mà hơn, nghĩa là ứng dụng sẽ được mở ngay lập tức và chúng ta không cần phải chờ đợi trên màn hình trống. Thứ hai là viên pin sẽ dùng lâu hơn. Android 12 Go Edition sẽ tự động tiết kiệm pin và dung lượng lưu trữ bằng cách cho các ứng dụng không thường xuyên được sử dụng chuyển sang ngủ đông, và điều này đặc biệt hữu ích đối với các thiết bị có ROM hạn chế. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có những tính năng khác, ví dụ như là có thể chia sẻ ứng dụng dễ dàng hơn, đơn giản hóa trải nghiệm quyền riêng tư khi cho người khác mượn điện thoại hay là kiểm soát quyền riêng tư nhiều hơn, v.v. Chuyển sang thông tin thứ hai cho bản tin của chúng ta ngày hôm nay. Đã hơn một tháng kể từ khi những thông tin đầu tiên về Galaxy M33 5G xuất hiện, dù là không còn được tiết lộ nhiều nhưng mà dường như Samsung đang chuẩn bị giới thiệu thiết bị. Trang Sam Mobile đã chia sẻ một số thông tin thú vị về pin của chiếc điện thoại dòng M mới. Và để chuẩn bị cho quá trình ra mắt thì Samsung đã phải nộp đơn đăng ký kiểm duyệt cho các cơ quan tương ứng để có thể tung Galaxy M33 5G ra ngoài thị trường. Trên thực tế thì thiết bị dòng M mới cũng đã đạt được nhiều chứng nhận quan trọng, và mới nhất là chứng nhận từ Safety Korea. Theo đó thì Safety Korea đã để lộ thông tin về Galaxy M33 5G dự kiến là sẽ được trang bị viên pin mang số model EBBM336ABN với dung lượng định mức là 5830mAh. Do đó thì Galaxy M33 5G sẽ cung cấp thời lượng pin tốt hơn so với Galaxy M32 5G trong một lần sạc. Và hiện thì Samsung vẫn chưa tiết lộ bất kỳ kế hoạch chính thức nào cho Galaxy M33 5G, thế nhưng theo lịch trình ra mắt hàng năm thì hãng có thể sẽ phát hành điện thoại vào tháng 1 năm sau. Nối tiếp bản tin của chúng ta ngày hôm nay, Xiaomi được cho là sắp ra mắt smartphone Redmi đầu tiên sở hữu màn hình có độ phân giải cao nhất từ trước đến nay, và dự là các thông số kỹ thuật còn lại cũng thuộc hàng đầu bảng. Theo Leaker Digital Test Station, Xiaomi sắp ra mắt smartphone Redmi đầu tiên sở hữữu màn hình 2K. Và liệu dòng Redmi K50 sắp tới sẽ được trang bị màn hình độ phân giải cao này hay là những mẫu máy mới khác? Và tuy là dòng Redmi vẫn chưa có smartphone nào dùng màn hình 2K, thế nhưng bên dòng Xiaomi Mi 11 thì đã được ứng dụng màn hình độ phân giải cao này. Và với việc là song song cùng với màn hình 2K thì dự kiến là smartphone Redmi sẽ được tích hợp các thông số kỹ thuật hàng đầu. Trước đó thì dòng Redmi K40 tuy là có cấu hình hàng đầu thế nhưng lại được niêm yết với giá bán rất tốt. Thế nên là chiếc smartphone Redmi màn hình 2K sắp tới được kỳ vọng là sẽ có giá bán tốt tương tự. Kể từ phiên bản USB đầu tiên được ra mắt vào năm 1994 thì giao thức USB đã trải qua 4 phiên bản nâng cấp lớn. Đến thời điểm hiện tại thì USB 4 đang là tiêu chuẩn kết nối mới nhất và dần xuất hiện trên các thiết bị laptop, máy tính bảng mới ra mắt trong thời gian gần đây. Và trong thông tin ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem là USB 4 là gì, cũng như là USB 4 có những cải tiến và công dụng như thế nào. Thì chúng ta hãy cùng nhau theo dõi thông tin ngay sau đây nhé. USB 4 hay theo cách gọi của Apple là phiên bản tiếp theo của giao thức kết nối USB 3 được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2019.
Đây là một tiêu chuẩn kết nối thế hệ mới dựa trên giao thức Thunderbolt cùng với nhiều cải tiến lớn so với USB 3.2 nhằm mang lại tốc độ truyền nhanh hơn và khả năng tương thích tốt hơn. Và nhờ việc sử dụng các kênh kép cho nên là việc truyền tải dữ liệu bằng USB 4 có thể đạt tốc độ lên đến 40GB trên 1 giây. Và bên cạnh đó thì chuẩn kết nối này còn có khả năng tương thích với DisplayPort 2.0, tương thích ngược với chuẩn USB 2.0 trở lên và một số cổng USB 4 còn có thể hoạt động với Thunderbolt 3. Về những ưu điểm của USB 4 thì chúng ta có tốc độ truyền nhanh hơn đáng kể. USB 4 với tốc độ truyền tối đa là 40GB trên 1 giây, nhanh hơn gấp đôi so với phiên bản USB 3.2 có tốc độ truyền tối đa là 20GB trên 1 giây và nhanh hơn gấp 8 lần so với phiên bản USB 3.0 đang khá là phổ biến trên các laptop với tốc độ truyền tối đa là 5GB trên 1 giây. Ưu điểm thứ hai của USB 4 chính là khả năng tương thích cao hơn. USB 4 sẽ có khả năng tương thích ngược với các chuẩn USB từ phiên bản 2.0 trở lên. Và điều này đồng nghĩa với việc là nếu như các bạn sở hữu các thiết bị ngoại vi sử dụng chuẩn USB 2.0 trở lên thì các bạn vẫn có thể kết nối và truyền dữ liệu từ cổng USB 4. Tuy nhiên thì tốc độ truyền dữ liệu vẫn sẽ phải phụ thuộc vào phiên bản của thiết bị ngoại vi bạn kết nối chứ không phải là của cổng USB 4. Ưu điểm thứ ba chính là khả năng chia sẻ băng thông giữa tín hiệu video và truyền dữ liệu tối ưu. Đây được xem là một ưu điểm nổi bật của USB 4. Nếu như trước đây trên các phiên bản cũ, dữ liệu và video được chia thành hai làn riêng biệt thì giờ đây, làn kép trên USB 4 sẽ cho phép chúng ta gửi video và dữ liệu cùng nhau bằng cách chia sẻ toàn nguyên. Ví dụ như là khi chúng ta kết nối với một thiết bị lưu trữ ngoài và màn hình qua cổng USB trên một máy tính, thì với các phiên bản USB trước đây, băng thông sẽ được chia đều giữa màn hình và thiết bị lưu trữ, ngay cả khi chúng ta không dùng hết băng thông màn hình, và điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến tốc độ truyền dữ liệu. Và thêm một ưu điểm cuối cùng nữa của USB 4 chính là hỗ trợ USB Power Delivery. Khi mà hiện nay đã có quá nhiều thiết bị sở hữu cổng USB Type-C hỗ trợ tiêu chuẩn USB Power Delivery, thì với những thiết bị và máy tính được trang bị USB 4 đều buộc phải hỗ trợ chuẩn sạc Power Delivery, giúp cho tự động điều chỉnh dòng ra phù hợp với công suất sạc của máy, cho phép công suất cao hơn và quản lý điện năng tốt hơn. Và các bạn thân mến, thì vừa rồi chúng ta mới cùng nhau đi tìm hiểu về USB 4. Và hy vọng rằng là thông qua bài viết này thì chúng ta sẽ có được một cái nhìn tổng quát về giao thức truyền dữ liệu tiên tiến này, cũng như là có thể khai thác tối ưu những tiềm năng khi mà sở hữu những thiết bị có USB 4 nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang một thông tin tiếp theo nằm trong mục mẹo hay. Với các dòng điện thoại Samsung thì chất lượng camera là điều không cần phải bàn cãi. Và ngoài ra thì nó còn có rất nhiều tính năng hay ho để chúng ta có thể thỏa sức sáng tạo. Và tính năng quay video AR là một trong những tính năng như vậy. Thì trong thông tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cách quay video AR trên điện thoại Samsung như thế nào các bạn nhé. Bước đầu tiên để có thể quay được video AR trên điện thoại Samsung thì các bạn hãy vào phần camera, chọn mục khác, chọn mục vẽ tay AR để có thể thêm được các nét vẽ hoặc là chữ cái ảo trên màn hình cho video của chúng ta. Và hơn nữa thì chúng ta cũng có thể bấm vào khu vực AR để có thêm nhiều sự lựa chọn về hình ảnh AR như là các emoji, sticker, deco pic v.v. Bước thứ hai là để có thể vẽ được những nét vẽ AR trực tiếp trên màn hình. Rồi quay video thì các bạn có thể chọn vào biểu tượng cây bút ở bên trên rồi chọn đầu bút bên dưới. Chúng ta sẽ có 3 loại đầu bút để cho các bạn chọn. Và tiếp theo là hãy chọn vào màu của đường nét, chỉnh độ dày của nét, rồi vẽ trực tiếp lên trên màn hình và sau đó bấm vào nút quay là được. Còn nếu như các bạn thích viết chữ thì cũng có thể bấm qua biểu tượng text ở phía bên trên của giao diện camera, xong rồi ghi chữ mà các bạn muốn quay video bằng bàn phím. Sau đó chọn màu chữ, chọn kiểu chữ và căn lề. Sau khi chọn hoàn tất thì các bạn chỉ việc bấm tiếp theo rồi đặt chữ vào vị trí mà bạn muốn, bấm hoàn tất rồi bấm quay là xong. Và các bạn thân mến, thì vừa rồi mình vừa mới hướng dẫn cho các bạn cách quay video AR trên điện thoại của Samsung và chúc các bạn thành công nhé. Còn bây giờ thì để khép lại bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá Sài Gòn của những ngày bình thường mới thông qua góc nhìn của camera OIS trên chiếc điện thoại Galaxy A52s 5G. Đối với nhiều người, một chiếc điện thoại có lẽ không chỉ để nghe gọi, mà smartphone còn là một thứ giúp chúng ta có thể ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau theo chân bạn Anh Tuấn để đi dạo một vòng Sài Gòn thông qua camera của chiếc điện thoại Galaxy A52s 5G.
Và trước khi chúng ta cùng nhau nhìn ngắm Sài Gòn của những ngày bình thường mới thì hãy điểm qua một chút về thông số camera của chiếc điện thoại Galaxy A50s 5G này nhé. Chiếc điện thoại này thì được trang bị cụm 4 camera ở mặt sau với cảm biến chính có độ phân giải là 64MP, được hỗ trợ chống rung quang học OIS. Ngoài ra thì camera góc siêu rộng cho góc nhìn 123 độ có độ phân giải là 12MP, và hai cảm biến còn lại là camera macro và cảm biến đo độ sâu trường ảnh có độ phân giải là 5MP. Và nếu như tiết trời miền Bắc sẽ trở lạnh vào tháng 12 thì Sài Gòn lại không như vậy. Chỉ là một tiết trời nhẹ nhàng, mát mẻ, những con đường đã không còn quá đông đúc như ngày xưa, bình thường mới giờ đã mang một màu xanh đầy hy vọng. Và để không nhìn thấy tay lái của người ngồi trước chạy xe, anh Tuấn đã chỉnh sang zoom 2x để chụp ảnh. Và cũng thật hay bởi vì là Galaxy A50s 5G có thể lấy nét nhanh để chụp lại khoảnh khắc này mà ảnh không bị nhòe. Dạo bước trên bờ kè là những giây phút đắm mình vào màu xanh của cây cối, là sự tươi mát của bờ kênh. Nhiều người từ lâu cũng đã biết đến Phan Đình Phùng với món cà phê vợt và luôn muốn nhâm nhi một ly sữa đá ở đó. Ngồi trên lầu một lúc và quan sát thì thấy lúc nào quán cũng đông khách, chỉ có chút ít thời gian để cô chủ quán ngơi tay thôi. Anh Tuấn thường hay sử dụng chế độ chụp ảnh zoom 2x với Galaxy A50s 5G, và nếu để so sánh chất lượng với chế độ bình thường thì không có gì khác biệt lắm, bởi vì ảnh vẫn giữ được độ chi tiết và màu sắc như ban đầu. Có những ngày mà con đường mình đi về luôn kẹt xe, mình rất nhớ những ngày như thế bởi đoạn đường ngắn chút xíu à, mà đi lâu ơi là lâu. Ở những ngày bình thường mới, mọi người đã ít ra đường hơn, chỉ khi nào cần thiết lắm mới đi, nên đường Cộng Hòa không còn cảnh kẹt xe như trước nữa. So sánh một chút giữa ảnh góc thường với góc rộng trên Galaxy A50s 5G thì ảnh góc rộng ngoài việc trông bao quát hơn, ảnh cũng không bị méo thì tông màu của ảnh cũng trông lạnh hơn so với ảnh thông thường. Và điều này rất thích hợp cho việc chụp ảnh phong cảnh, bầu trời sẽ trông xanh hơn, tươi hơn và nắng cũng sẽ dịu hơn đi một chút. Và cũng lâu lắm rồi anh Tuấn mới có dịp đi dạo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Bạn ấy cứ nghĩ rằng chỗ này sẽ đông lắm, thế nhưng hôm nay thì không. Nhìn lũ trẻ chơi đùa cùng lũ bồ câu không sợ người thật là thú vị. Ở khoảnh khắc ấy bạn cũng ước gì mình bé lại như thế, được tung tăng, chạy nhảy và chẳng lo nghĩ gì. Dạo bước tiếp trên phố đi bộ, bạn ấy cũng bắt gặp những khoảnh khắc rất đời thường của Sài Gòn những ngày bình yên. Một lần nữa thì khả năng lấy nét nhanh trên Galaxy A50s 5G lại giúp bạn ấy rất nhiều khi chụp lại những giây phút ấy. Đã bao giờ bạn đi ngắm hoàng hôn ở Sài Gòn chưa? Đó là lúc mà mặt trời bắt đầu lấp ló sau những tòa nhà, rồi nhẹ nhàng chìm vào trong màn đêm. Hoàng hôn ở Sài Gòn mùa này đẹp lắm. Nếu may mắn, bạn sẽ bắt gặp những áng mây hồng phía xa xa. Anh Tuấn cũng đã rất tiếc phải bỏ lỡ đi cảnh đó, mà biết bao giờ mới có thể gặp lại để chụp. Nên hôm nay, bạn ấy đã quyết tâm đi chụp bù. Ở khu vườn của Takashimaya, bạn sẽ được ngắm nhìn hoàng hôn trên cao của Sài Gòn là như thế nào, cùng với đó là những người khác có chung đam mê nhiếp ảnh như anh Tuấn. Thôi thì ngắm trên cao đủ rồi, chúng mình cũng nên xuống đất thôi nhỉ. Nhớ chỗ này ngày xưa là cây xăng, xưa xưa hơn nữa có vòng xoay Bến Thành, còn bây giờ là tuyến metro sắp sửa hoàn thành. Bước tới phố đi bộ Bùi Viện cũng là lúc hoàng hôn hôm nay thật là đẹp. Màu nắng ráng vàng chuẩn bị vụt tắt trên nền trời xanh biếc. Có thể nói chế độ HDR trên Galaxy A50s 5G hoạt động rất tốt. Những bức hình chụp ngược nắng vẫn giữ được những chi tiết xung quanh. Và khi màn đêm buông xuống cũng là lúc phố xá lên đèn. Bùi Viện bây giờ vẫn thật xa hoa và lộng lẫy trong ánh sáng neon. Chỉ tiếc là bây giờ chúng ta vẫn chưa thể mở cửa đón khách du lịch nước ngoài nên phố giờ vắng hơn xưa. Ngược lại thì Sài Gòn Central lại là điểm thu hút nhiều người hơn, có rất nhiều vị phụ huynh hay là các bạn trẻ sẽ chọn nơi đây để tham quan, chụp hình và mua sắm, bởi trung tâm thương mại này luôn trang trí đẹp mắt, nhất là vào các dịp lễ hội trong năm. Và các bạn thân mến thì vừa rồi chúng ta mới cùng với anh Tuấn đi dạo quanh một vòng Sài Gòn ở những ngày bình thường mới thông qua camera của chiếc điện thoại Galaxy A50s 5G. Và có thể nói rằng để ảnh chụp có được những yếu tố đẹp như thế này chính là nhờ vào cảm biến chống rung quang học OIS có sẵn trên Galaxy A50s 5G. Và thông tin này thì cũng đã khép lại một điểm tin 24 giờ công nghệ ngày 16 tháng 12 hôm nay. Và các bạn nghĩ sao về những nội dung trên? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Và đừng quên nhấn like, subscribe để nhận được những thông tin hot nhất về công nghệ mỗi ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.